Bác sĩ An rất là quan tâm tới cô, nói là sẽ giúp cô điều chỉnh lại thuốc. Chúng tôi đang nói chuyện này á thì cô gọi điện thoại tới, tôi còn nói là sao trùng hợp quá. Thật ra là do ba con kêu dì tới để bắt mạch cho con điều chỉnh thuốc, lão già muốn ẵm cháo lắm rồi. À, hồi trước á, lúc mà tôi gặp cô ở bệnh viện Cầm Đào, lúc đó cô nói đi kiểm tra sức khỏe, không phải là cô mang thai sao? Lúc đó tôi còn tưởng cô mang thai. Tôi nói cho cô nghe, hồi tôi mang thai đứa thứ hai á, là nhờ bác sĩ An cắt thuốc. Vậy bác sĩ An à, cô mau giúp cho Giang phu nhân điều chỉnh cơ thể đi. Được, con đưa tay đi, để dì bắt mạch cho con trước đã ha. Nào. Không có gì rất tốt. Sức khỏe của con thì 3 năm sinh 2 lần cũng không vấn đề hả? Vậy con cảm ơn dì An. Đừng khách sáo. Thôi các cô cứ nói chuyện đi nha, tôi về trước đây hả? Dạ. À, được, cảm ơn bác sĩ An nha. Bá gì à, con cứ yên tâm đi, Tần Anh Tố chưa có thai đâu. Xem ra chuyện con cái chỉ là đơn phương nó muốn. Bà gì, con cúp máy đi, đợi gì một lát. Em gọi điện liên tục vậy, có phải công ty có chuyện gì hay không? Nếu có việc gì bận em về trước đi. Anh xuất hành vì môi trường xanh, em không cần sắm xe đạp đi theo anh đâu. Anh tới viện thiết kế chẳng lẽ em cũng theo sao? Anh nói gì vậy? Em làm vậy là muốn tốt cho sức khỏe mà thôi. Hơn nữa, anh tới viện thiết kế, em đạp xe đi theo được hả? Vậy thì đi nhanh lên, ai tới điểm đích cuối cùng thì người đó phải đãi đó. Nè, đợi một chút đã. Là gì? Trần Lẩm Sinh à, em có chuyện này muốn nói với anh. Thật ra chuyện này em cũng đã nghĩ rất lâu rồi, nhưng mà vẫn cứ giấu ở trong lòng. Thật ra là nếu hôm nay mà không nói với anh á, em sợ em sẽ ngủ không ngon. Là chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng vậy? Nó gạt anh hả? Tới bệnh viện để làm gì chứ? Lại còn thay quần áo nữa. Alo, Lưu à, mình là An Nhất Thu đi. Cậu có rảnh không? Mình đang ở trong cơ quan của cậu, nếu mà tiện thì mình qua chỗ cậu một chút. À, được. Được rồi. Nhất Thu, cậu coi, chớp mắt đã 20 năm rồi. Năm kia hồi đám cưới con trai bạn cùng lớp, mình có gặp cậu. Mình không nghĩ là cậu sẽ gọi điện cho mình nữa đó. Nói đi, thì mình có chuyện gì? Mình thì có chuyện gì được chứ, là tiện đường thôi. Ai nói thiệt nha, mình rất thích cậu ngày xưa. Nói chuyện rất thẳng thắn, chưa biết vòng vo bao giờ hết. Được, vậy thì mình sẽ nói thẳng luôn. Nói đi. Người này cậu có ấn tượng gì không? Có người nói cô ta khám bệnh ở trong bệnh viện của cậu. Trời ơi, ngốc quá. Nhìn em nè. Cắt. Cắt. Ôi. Cắt. Nè nè. Ông coi tôi nói xứng đôi chưa ha? Lẩm Sinh nhà mình phải những cô gái như vậy thì mới xứng chứ.
con bé Quắc Chi kia làm sao mà có cửa được. Hồi đầu nếu không phải tôi có thành kiến, kiên quyết phản đối tụi nó kết hôn, thì Lẩm Sinh làm sao gặp được cô gái tốt như vậy được chứ. Được rồi mà, đã bao lâu rồi mà vẫn còn nhắc tới Tiểu Chi làm gì. Hơn nữa chúng nó có nói là quan hệ bạn bè gì đâu chứ, chỉ là quan hệ công việc thôi mà. Ông thì hiểu cái gì hả? Trần Lẩm Sinh à, anh coi anh kìa, xe đạp thì chạy không thắng em, chơi điện tử cũng không thắng luôn. Anh nhìn em kêu căng chưa mà. Kìa anh còn tưởng em sẽ đãi anh một bữa ăn ra trò, lại còn ăn cơm mẹ anh nấu nữa, chẳng có chút thành ý gì hết. Anh thì hiểu gì chứ, cơm nhà nấu mới là ngon nhất. Nào giờ em ăn cơm toàn là do bảo mẫu nấu, chẳng có vị gì hết. Em thấy cơm của bác gái nấu mới là có mùi vị gia đình đó. Ê, tới đây ăn trái cây. Dạ con cảm ơn bác trai. Dạ con không khách sáo nha. Ăn đi. Đương nhiên là không khách sáo rồi. Bá Nhi, sau này con cứ coi đây là nhà con ha. Thích tới đây lúc nào thì con cứ tới nha. Muốn ăn gì thì cứ nói với bác ha. Vậy con cảm ơn bác trước nha. Mẹ à, chừng nào mới có cơm vậy? Chắc mẹ làm cho cả làng ăn luôn hả? Mẹ vui thì làm, con xét nét làm cái gì. Để con giúp mẹ. Không, giúp không mẹ cần, được, con được. Cứ chơi thêm với Bá Nhi đi. Không sao. Không sao, không cần. Để cô đâu. Tự chơi đi. Rửa tay đi. Nè nè, rửa tay trước đã. Ăn trước miếng thôi. Được rồi. Ba, để con. Đây. Còn một con cá nữa nè. Được rồi. Lấy ly rượu ra. Alo. Cái gì? Chị à, sao tự nhiên chị lại chuyển tới khách sạn ở vậy? Em nói đi, dạo này em đã làm những chuyện gì vậy? Em có làm cái gì đâu. Đầu tiên là thư ký Phương, rồi sau tới An Nhất Thu. Sao bà ta lại làm gì? An Nhất Thu đi theo chị tới bệnh viện, suýt chút nữa thì bắt gặp chị đi thăm tụi nhỏ. Người trong gian gia đã nghi ngờ rồi, rốt cuộc em đã làm cái gì vậy? Em có làm gì đâu. Có khi nào là do em cho ba coi ảnh của tụi nhỏ không? Cái gì? Em cho ba coi ảnh của mấy đứa nhỏ sao? Em đã bàn qua với chị chưa? Tại sao em lại làm vậy hả? Em chưa có nói đó là con của ai hết. Em chỉ muốn để cho ba coi qua, để thử thái độ của ba thôi. Em muốn hại chết chị sao? Chị, rốt cuộc thì em đã làm gì sai chứ? Em còn hỏi chị nữa hả? Chị đã nói với em bao nhiêu lần, em chỉ cần đóng vai Tần Anh Tú cho tốt, những chuyện khác em đừng có can dự. Giang gia từ trên xuống dưới không có ai là người ngu ngốc hết. Đừng nói là em càng không phải là đối thủ của họ. Bây giờ em hại chị rơi vào thế bị động, em biết chưa? Tụi nhỏ mới ổn định được một chút, bây giờ chị lại phải nghĩ cách cho tụi nó chuyển viện. Lỡ như có xảy ra sự cố gì là em đã giết chị rồi đó. Thật sự em không có cố ý mà chị, em chỉ vì muốn giúp chị thôi mà. Em không làm gì thì mới là giúp chị. Tiểu Chi à, lúc nãy chị bị kích động quá, thật sự chị đang rất sợ hãi. Chị xin lỗi em Tiểu Chi, chị không nên đánh em. Đều là lỗi tại em. Chị cứ bình tĩnh lại đã. Thật ra em nghĩ là Giang Thông đã thay đổi rất nhiều rồi. Em không biết tại sao lúc trước anh ấy lại không thích trẻ con, nhưng em biết ngay bây giờ anh ấy sẵn sàng đón nhận tụi nhỏ. Hơn nữa anh ấy còn rất thích có con nữa. Em mới biết Giang Thôn có mấy ngày, chị lấy anh ấy 2 năm rồi. Chị hiểu anh ấy hơn em nhiều. Có phải là hai anh chị đã có hiểu lầm gì không? Giữa vợ chồng với nhau nên cùng nhau cảm thông, có rất nhiều chuyện không nhất thiết phải đi tới mức đó. Chị đã nói với em nhiều lần rồi, chuyện của tụi chị em đừng có quản. Sao em cứ không chịu hiểu vậy hả? Nghe đi, chuyện gì tới thì sẽ phải tới. Alo. Cái gì? Không thấy ba đâu. Được, em biết rồi. Chị, em phải về đây, không thấy ba đâu hết. Được, em mau về đi. Em nhớ đó, về nhà không được nói gì hết, không được làm bất cứ điều gì hết. Cứ coi như chị cầu xin em. Bây giờ bọn họ đang nghi ngờ em rồi, em không được làm bất cứ điều gì để họ nghi ngờ em, biết chưa? Đặc biệt là mấy đứa trẻ, không được nhắc tới một từ nào nữa. Dạ dạ, em biết rồi chị. Sao có mỗi một người mà cũng không coi nổi vậy? Có phải một mình ba tôi ra ngoài hay không? Rốt cuộc ba nói là bao giờ quay trở về?
Dạo gần đây trí nhớ của lão già không được tốt, sợ là ra ngoài rồi ông không nhớ được đường về nữa. Cậu chủ ơi, Giang Thu, dì đã coi camera rồi, ba con tự đi một mình. Dì đã báo cảnh sát khu vực. Dì chỉ lo cho bệnh tim của ba con, nếu xảy ra chuyện gì thì sẽ không ổn đâu. Tôi vừa mới đi rót nước cho lão già, quay lại đã không thấy ông ấy đâu. Hơn nữa lúc lão già bị bệnh tôi cũng không chăm sóc sể. Bác sĩ An nói tim của lão già không ổn, tôi sợ bệnh tim lão già lại tái phát. Không phải lại xảy ra chuyện gì nữa chứ? Không thể đợi được nữa, sức khỏe của ba không được tốt, không đi được xa đâu. Chúng ta tìm thật kỹ qua đây, vậy nha. Để tôi đi cùng bác Nhi nha. Lúc nãy bác Nhi ăn cơm ở nhà tôi, nhận được điện thoại tay chân rụng rời. Tôi sợ quái lái xe không an toàn nên đưa tới đây. Giang tổng à, để tôi đưa quái đi tìm nha. Cậu chắc chả rồi. Dì An à, chúng ta cùng đi nha. Được, để tôi lái xe. Vậy em ở lại đây, em sẽ đăng tin tìm người trên mạng, chưa biết chừng có người sẽ nhìn thấy ba. Được, đúng là nên có người ở lại đây. Ba mà quay về thì gọi ngay cho anh. Giao kèm đó. Ba có mỗi một mình, lỡ bệnh tim tái phát thì biết làm sao? Bên người ba con có đeo sẵn một viên cứu tim cấp tốc. Tuy động tác của ông ấy chậm chạp, nhưng đầu óc vẫn rất minh mẫn, chắc không có gì nghiêm trọng đâu. Đừng có suy diễn nghiêm trọng quá. Alo, Nhất Thu. Là cậu sao? Sao cậu lại gọi điện vậy? Lần trước cậu nhờ mình hỏi thăm cô gái đó, mình đã hỏi thăm được rồi. Hả? Cô gái này đúng là người tới điều trị ở bệnh viện mình. Đúng, cô ấy là mẹ của hai bệnh nhi sinh đôi ở khoa nhi. Nhất Thu à, cậu có chắc chắn là người đó chứ? Không sai, bác sĩ khoa nhi bên mình thường xuyên nhìn thấy cô ấy tới thăm con mà. Được, mình biết rồi, cảm ơn cậu nha Lương. Ê, nè, còn nữa. Sau đó mình còn tiện thể hỏi thăm luôn bệnh tình của đứa nhỏ. Trong đó có một đứa bị mắc bệnh tim bẩm sinh rất nặng. Bệnh tình cũng đã tương đối ổn định, điều này cậu cứ yên tâm. Cảm ơn. Điện thoại của ai vậy? Tìm thấy ba rồi hả dì? Không phải, là một đồng nghiệp cũ của dì. Qua bên kia tìm coi sao. Được. Bây giờ cô nói với tôi vẫn còn kịp. Nói cho tôi biết, cuối cùng là ba tôi bị làm sao? Giang phu nhân, tôi thật không hiểu ý cô là gì. Gần đây tôi cảm thấy ba có gì không ổn lắm. Bác sĩ cũng có nói rồi, ba chỉ bị di chứng tai biến nhẹ thôi. Ngoài chuyện vận động không thuận lợi lắm, thì cũng không tới nỗi cái gì cũng không làm được, không nhớ được. Nói cho tôi biết, có phải các người đã cho ông ấy uống thuốc gì? Có vấn đề gì rồi? Đâu có chuyện đó. Tất cả thuốc đều do bác sĩ An đưa, tôi không biết gì hết. Không biết cái gì hết thật sao? Trước giờ toàn do cô chăm sóc ba tôi. Được, cứ coi như cô không muốn nói cũng không sao. Đợi Giang Thôn trở về đây, tôi sẽ nói anh ấy hỏi lại cô. Nếu như ba không sao thì cho qua, nhưng nếu mà có chuyện gì, để coi anh ấy có bỏ qua hay không. Không liên quan gì tới tôi hết á, lão gia tự mình bỏ đi mà. Không liên quan gì tới cô, liệu cô nghĩ Giang Thôn có tin hay không? Theo tôi thấy thì chắc chắn là cô lười biếng. Nếu không thì làm gì có chuyện lão gia đi lúc nào mà cô cũng không biết. Giang phu nhân, không phải tôi lười biếng đâu, nhưng mà bệnh nó suy giảm trí nhớ của lão gia ngày càng nặng, tôi không thể nào trông nom được. Cô nói cái gì? Ba tôi sa sút trí tuệ? Rốt cuộc là có chuyện gì, cô nói đi. Thực ra thì lão già mắc phải chứng suy giảm trí nhớ của người cao tuổi. Hồi trước chưa chẩn đoán ra, nhưng mấy tháng gần đây lại càng nặng thêm. Tình hình lúc tốt lúc xấu, còn thường xuyên quên mọi việc nữa. Giang Thôn có biết hay không? Chỉ có bác sĩ An là biết thôi. Bảy nói lão già không muốn cho bất cứ ai biết, cũng không cho tôi nói với cô cậu. Giang phu nhân, tôi chỉ là người làm thuê, tôi không có ý gì giấu cô cậu, không liên quan tới tôi thật mà. Được, tôi biết rồi. Cô đừng quá căng thẳng, đi làm việc đi. Lại là An Nhất Thu. Rốt cuộc bà ta định làm gì đấy?
Nè Bá Nhi, em ráng ăn một miếng đi. Lúc ở nhà anh em còn chưa ăn hết, không thể để bụng đói được. Em làm gì còn tâm trí ăn nữa, tới giờ vẫn chưa biết ba em đã bỏ đi đâu rồi. Rốt cuộc em phải làm sao đây? Đừng lo lắng quá, anh đi tìm với em. Tìm tới khi thấy thì thôi được chưa? Nhưng mà anh thử nghĩ đi, có khi nào ba em cả một ngày không được ăn gì hay không? Em đừng đoán mò nữa. Alo, xin chào. À đúng rồi, tôi chính là người đăng tin tìm người. Tìm thấy rồi hả? Dạ dạ, bây giờ tôi tới đó ngay đi. Cô à, có thấy chìa khóa xe của tôi để đâu không? Hả? Ờ, không thấy. Đúng rồi, ở đây có chìa khóa của cậu chủ. Đưa đây cho tôi. Bắt đầu chỉ dẫn. Bạn đã tới nơi. Ba quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy. Làm gì có ai đâu, có phải báo lộn rồi không? Alo, người bước ra từ trong xe không phải là Giang Thôn, mà chính là em gái của em. Tính kỹ lại đi, là tin tình báo sai, chứ chẳng liên quan gì tới anh hết. Alo, anh nhìn thấy xe rồi. Xe đậu bên đường, còn em đâu? Em đang ở trong rừng. Trong rừng nào vậy? Anh nhìn thấy em rồi, em đừng cử động. Ê, anh ở đây. Em sao rồi, hả? Em không sao. Hả? Tay làm sao vậy, để em coi. Cổ tay bị thương rồi, còn đâu nữa không? À, đầu gối. Đầu gối. Đã kêu là em ở lại viện dưỡng lão mà. Anh vừa mới về, cô giúp việc đã nói là em có việc gấp phải ra ngoài, anh còn tưởng có chuyện gì. May mà anh đi theo định vị của xe dẫn tới đây, nếu không thì không biết làm sao. Em không sao. Đã tìm thấy ba chưa? Vẫn chưa, còn nói là không sao. Em nhìn em bị thương kìa, đi thôi. Nè anh cứ kệ em đi, mau đi tìm ba đã. Ba cũng chưa tìm thấy. Ê, dì An đâu? Dì An đang liên hệ một số người nhờ giúp đỡ. Để anh đưa em quay về viện dưỡng lão đã. Làm gì vậy? Lên đây. Em... Mau lên đi.
em đi được mà. Đưa tay cho anh. Bám chắc vào. Ừ. Hay là anh thả em xuống đi, em tự đi được. Ôm chặt một chút đi. Ừ. Được chưa? Được rồi. Anh đưa em về rồi lại đi tìm ba. Đi thôi. Đuổi mật mã. Chẳng lẽ là sinh nhật của cô ta? Giang Kiến Quốc, ông đừng trách tôi. Tôi sẽ khiến ông phải ân hận. Giang Kiến Quốc, 30 năm qua ông vẫn không quên được cô ta. Dù tôi đã bỏ ra bao nhiêu thứ vì ông, vì ông mà hy sinh bao nhiêu, thì trong lòng của ông chỉ có cô ta. Chỉ vì Giang Thôn là con của ông với cô ta mà ông dành hết toàn bộ tài sản của ông cho nó, có đúng vậy không? Vậy còn ba Nhi thì sao? Ba Nhi phải làm sao đi? Ba Nhi nó cũng là con ruột của ông mà. Kiến Quốc. Kiến Quốc. Nhất Thu. Tới giờ uống thuốc rồi hả? Đúng vậy. Đi thôi, chúng ta phải về thôi ha? Đi nào. Mà sao tôi lại ở đây vậy? Là ông nói tới thăm bà ấy. Có sao? Có. Không thể nào. Tôi đâu có muốn gặp bà ấy, mà bà ấy cũng đâu muốn gặp tôi. Tại sao phải vậy chứ? Người cũng đã không còn. Hả? Đi thôi.
Dì An. Ba con cứ cằn nhằn miết rồi cũng ngủ. Các con cứ về đi, ở đây có gì rồi. Con không về đâu, con muốn ở đây với ba con. Con ở lại cũng không có ích gì. Con nghe lời dì, về nhà ngủ đi. Đợi sáng mai ba con dậy rồi nói ha. Dì An à, dì tìm thấy ba ở đâu vậy? Lúc trước ba con nói ông ấy muốn ra thăm mộ một chút. Dì thử giận mai thôi, không ngờ là gặp ông ấy ở đó thật. Ba cũng thiệt là, nếu như muốn tới thăm mộ cứ nói một tiếng là được rồi, sao phải tự mình ra đó chứ? Điện thoại cũng không đem theo nữa. Người cao tuổi là vậy, thường thích ôn lại chuyện xưa. Hơn nữa là ba con sợ các con lo lắng. Dì An, dì chắc chắn ba con thật sự chỉ nhất thời nổi hứng muốn ra mộ thôi sao? Vậy còn khả năng nào nữa chứ? Dì An, dì định tới khi nào mới nói cho tụi con biết bệnh tình của ba con đây? Tần Anh Tú à, chị lại muốn kiếm chuyện gì nữa đây? Chị không có kiếm chuyện, chị chỉ nghĩ chúng ta có quyền được biết sức khỏe của ba có vấn đề. Ba mắc phải chứng sa sút trí tuệ của người già. Chị nói bậy bạ gì vậy? Ba của tôi đối xử tốt với chị chưa đủ hay sao? Chị còn nguyền rủa sau lưng của ông ấy như vậy nữa. Chị không có, chị nói là sự thật. Nếu không tin thì em hỏi thử dì An đi. Anh Tú, dì không biết là con nghe từ người nào nói ra, nhưng bây giờ dì nói con biết sức khỏe của ba con rất ổn. Là bác sĩ riêng của ba con, dì hiểu tình hình sức khỏe của ông ấy. Được, nếu dì đã không chịu công nhận như vậy, tụi con có thể đưa ba con tới bệnh viện kiểm tra cho rõ. Tần Anh Tú, dì đang tự cho mình là nữ chủ nhân của Giang gia này thật sao? Chuyện của Giang gia chỉ mình chị nói thì không được. Vậy Giang Thôn, anh nói đi, ông ấy là ba anh, chẳng lẽ anh không muốn biết tình trạng sức khỏe của ba sao? Giang Thôn, con cũng không tin dì sao? Anh à, dì An đã chứng kiến em lớn lên từ lúc nhỏ. Người đàn bà này mới tới Giang gia được mấy ngày thôi, dựa vào đâu tin lời chị ta mà không tin lời của dì An chứ? Ba Nhi, ngày mai sau khi ba tỉnh dậy, chúng ta đưa ba đi bệnh viện kiểm tra. Anh ạ. Đây là quyết định của anh. Giang Thôn, nói vậy có nghĩa là con nghĩ gì? Che giấu bệnh tình kéo dài điều trị sao? Làm như vậy có ích gì cho dì hay không? Dì đã nghĩ quá nhiều rồi hả? Con chỉ quan tâm tới sức khỏe của ba. Nếu như đúng là anh Tố đã nghĩ phức tạp quá, được như vậy là tốt nhất. Nhưng mà lỡ như ba con có bệnh thật thì phải điều trị thật sớm. Dù sao ông cũng là ba của con, còn dì thì chỉ là bác sĩ riêng của gia đình thôi. Không cần đâu. Ba. Ba. Là ba nói Nhất Thu giấu các con đó. Ba nói chị có nghĩa là sao ba? Anh Tố nói không sai, ba mắc chứng sa sút trí nhớ. Một năm trước đã chẩn đoán ra rồi, nhưng mà ba không cho Nhất Thù nói với các con. Ba, tại sao vậy ba? Ba không muốn để các con nhìn thấy bộ dạng ngu ngốc của ba. Ba là Giang Kiến Quốc, cả cuộc đời của ba đã buôn ba thương trường, chưa bao giờ có ai dám chế nhạo ba. Ba không muốn lúc gần xuống lỗ lại bị người ta cười nhạo. Nhưng ba phải chữa bệnh chứ. Không cần đâu, có Nhất Thù là được rồi. Con xin lỗi ba, từ nay về sau con thề sẽ không làm bà tức giận nữa. Yên tâm đi con, ba của con không dễ bị đánh gục vậy đâu hả? Chỉ cần con ngoan ngoãn, ba cũng thề với con luôn, ba nhất định sẽ kiên trì tới cùng, rồi sẽ tỉnh táo chứng kiến cảnh con kết hôn sinh con. Con biết rồi ba, cứ nhắc tới nhắc lui chuyện này hoài. Con hứa sau này con sẽ luôn nghe lời của ba mà. Còn nói đó nha. Hả? Chỉ cần ba khỏe mạnh thôi. Bị thương nghiêm trọng đó, phải đi bệnh viện. Không sao đâu, vết thương nhỏ mà, mấy ngày là khỏi. Nè, để sát khuẩn trước, nếu mà ngày mai vẫn còn thấy đau thì phải đi bệnh viện ha. Chịu khó nha, một chút là xong rồi. Ê, để em nè, được rồi, chịu khó một chút.
đừng cử động. Em bị thương là vì chuyện của ba anh, nên không cần phải khách sáo với anh đâu. Những chuyện này anh nên làm. Anh với Tần Anh Tú trước giờ vẫn khách sáo như vậy sao? Hồi trước là vậy, bây giờ thì không biết. Em thật không biết tại sao trước đây mối quan hệ lại không tốt, nhưng hiện giờ em cảm thấy chúng mình rất gần gũi nhau. Tuy rằng em bị mất trí nhớ, nhưng sau này chúng ta nên thành thật với nhau hơn. Thành thật như thế nào? Ví dụ như là gặp phải vấn đề gì thì mình đều phải nói hết ra, rồi cùng nhau tìm cách giải quyết vấn đề. Chẳng phải vợ chồng nên làm vậy sao? Đương nhiên. Trong lòng anh có một câu hỏi muốn hỏi em. Em có thể trả lời thành thật được không? Câu hỏi gì? Không có gì. Nghỉ ngơi sớm đi. Vết thương hở không nên dính nước nha. Chị à, em tin là tương lai chị và anh Giang Thôn nhất định sẽ rất hạnh phúc. Con uống đi, là trà quải hương an thần đó. Dì An à, dì nói coi bệnh của ba con nghiêm trọng tới mức nào rồi. Rất khó nói. Bây giờ mới là giai đoạn đầu, trừ việc thỉnh thoảng hơi lẫn ra, những lúc khác vẫn bình thường. Nhưng mà về sau tuần sức bệnh sẽ càng cao hơn. Tới cuối cùng, có thể ông ấy sẽ quên luôn bản thân mình là ai. Chứ đừng nói tới con và anh con. Thật sự không có cách nào khác để điều trị sao dì? Chị có thể kéo dài thời gian phát bệnh thôi, không cách nào điều trị tận gốc. Thực ra ba con đã sớm biết vấn đề này, cho nên ông ấy mới lập di chúc từ rất sớm. Vậy thì con nên dành thời gian ở bên cạnh ba con. Lúc nãy con lên mạng tìm hiểu rồi, họ nói nên giao tiếp nhiều hơn với bệnh nhân. Như vậy thì ba con mới có thể lâu quên hơn. Ba Nhi, bây giờ con nên dành toàn bộ tâm trí của con cho Giang thị đi. Con nên tranh thủ trước khi ba của con chưa lửng hoàn toàn. Những thứ gì nên lấy thì phải lấy cho bằng được. Đã là lúc nào rồi mà dì còn nói với con mấy chuyện đó nữa chứ dì? Con chỉ hy vọng ba con được khỏe mạnh, những chuyện khác con không quan tâm đâu. Dì biết con rất hiếu thảo chứ Bá Nhi, nhưng bây giờ bất luận con làm gì thì bệnh tình của ba con cũng không khá lên được. Vậy cho nên bắt buộc con phải tính toán cho tương lai của con. Tương lai của con đã có anh con và ba con lo xong hết rồi mà. Nói thật với con luôn, anh con đã có con riêng, hơn nữa còn là một cặp song sinh. Cái gì? Anh con có con riêng rồi hả? Đúng vậy. Không thể nào đâu. Dì đã gặp Tần Anh Tú tới bệnh viện, dì mới nhờ một đồng nghiệp cũ hỏi thăm giùm. Không ngờ Tần Anh Tú bây giờ đang ở bệnh viện chăm sóc cho con của nó, hơn nữa còn tự nhận mình là mẹ tụi nhỏ. Tần Anh Tú mang thai từ lúc nào chứ? Không thể nào, chắc chắn là nhầm lẫn rồi. Hai đứa trẻ đó đương nhiên không phải là của Tần Anh Tú rồi. Nó quan tâm như vậy chỉ một khả năng thôi. Chúng là con riêng của anh trai con. Chỉ không biết được là Tần Anh Tú đã dùng cách nào để khiến anh con từ bỏ người phụ nữ đó. Cô ta còn mang chúng về nuôi nữa. Tần Anh Tú đã bị điên rồi hay sao? Không hề điên một chút nào hết, vô cùng tỉnh táo. Hai năm nay nó vẫn uống thuốc tránh thai gì kê cho. Vậy cho nên không thể nào mang thai được. Nhưng nó rất hiểu là nếu ở Giang gia mà không sinh con thì sẽ không có địa vị gì, nên nó sẵn sàng nuôi con người khác để củng cố địa vị. Tới lúc đó nó ẵm chúng tới trước mặt ba con, rồi nói đó là con của nó với Giang Thôn. Với sức khỏe hiện giờ của ba con, ông ấy không tin được hay sao? Tới lúc đó hai đứa trẻ đó chính là người thừa kế hợp pháp của Giang thị.
coi như tính cả phần của các cháu nội. Coi như ba con sẽ để lại toàn bộ công ty cho Giang Thôn rồi. Cho dù Tần Anh Tố muốn như vậy đi chăng nữa, nhưng mà anh của con chưa chắc đã đồng ý. Sao lại không đồng ý chứ? Con nghĩ bao nhiêu năm nay anh con dạ dần nghe lời ba con là gì cái gì? Chẳng phải là vì gia tài của Giang gia sao? Bây giờ anh con rõ ràng đã về phe của Tần Anh Tố rồi. Ba con mà có mệnh hệ gì lúc đó, người bị tống khứ ra khỏi nhà chính là con. Không đời nào, anh con không bao giờ đối xử với con như vậy đâu. Con tin tưởng con người của anh ấy. Vì nói vậy cũng là vì con đó, con bé ngốc nghếch này, con người sẽ thay đổi. Kể cả anh con từ nhỏ rất thương con, nhưng bây giờ nó có Tần Anh Tố, có con trai của nó, người ta mới là người một nhà. Còn con căn bản là không hề có máu mủ gì với họ. Tới lúc đó nói với Tần Anh Tố đứng về một phía thì con chắc chắn có khóc cũng không còn kịp nữa đâu. Không thể nào, chắc chắn không thể nào. Anh con tuyệt đối không phải là loại người đó. Dì An à, dì đừng nói nữa, con thật sự không muốn nghe đâu. Những điều dì nói là không thể, không thể tiếp tục nghe nữa. Nè Bá Nhi, anh Tố à? Cậu chủ, phu nhân ra ngoài rồi, không nói là đi đâu. À, tay cô ấy đã khá hơn chứ? Ai, không ổn lắm. Lúc nãy lúc cô ấy xuống nhà, tôi thấy cô ấy lỡ đụng cái tay, đau tới nỗi đổ mồ hôi. Sao mới sáng sớm em đã tới đây vậy? Chị à, có phải chị cho người tới để đột kích Giang Thôn đúng không? Chị không biết là em đang nói gì nữa. Em đã nghe thấy tất cả rồi. Rõ ràng người đó còn gọi điện cho chị, nói chị muốn anh ta đụng Giang Thôn, nên không cẩn thận làm cho em bị thương. Tiểu Chi à, chị thực sự không hề cố ý đâu. Chị không biết làm thế nào để kéo em liên lụy vào chuyện này. Chị thừa nhận rồi sao? Tại sao chị làm như vậy chứ? Chị có biết cố ý làm người khác bị thương là phạm pháp hay không? Đều tại chị, tại chị nhất thời hồ đồ. Em cứ trách chị đi, mắng chị đi, chị đã sai rồi. Chị à, tại sao chị muốn làm hại Giang Thôn chứ? Anh ấy là chồng của chị, là ba của các con chị. Sao chị lại xuống tay với anh ấy? Chị nói đi, tại sao vậy? Chị sợ Giang Thôn biết sự tồn tại của em. Chị sợ anh ấy biết chúng ta thay đổi thân phận cho nhau. Chị thật sự rất sợ hãi. Lỡ anh ấy không chấp nhận được chị, cũng không chấp nhận con chị, rồi lại biết chị không thể sinh con, các con cũng không sống nổi, làm sao chị tiếp tục tồn tại ở Giang gia chứ? Chị không biết nên làm gì nữa. Tiểu Chi à, đều là chị không tốt, bị ma xui quỷ khiến, chị ích kỷ. Chị à, chị đúng thật là hồ đồ rồi. Nói dối là chuyện nhỏ, nếu Giang gia biết được cùng lắm chúng ta có thể giải thích, có thể chịu tội. Nhưng làm như vậy là phạm pháp, là phải ngồi tù. Tiểu Chi, chị thật sự đã biết lỗi rồi. Sau này chị không dám làm vậy nữa. Chị hứa với em, sau này chị sẽ không làm sai nữa. Chị cầu xin em tha thứ cho chị được không? Tiểu Chi, Tiểu Chi à, nhìn gì mà nhìn không chớp mắt luôn vậy? Nhìn cả tiếng đồng hồ luôn rồi, có gì đáng nhìn đâu? Chỉ có anh tốt với em thôi. Anh có biết hay không, bây giờ ngoài anh ra, em không có bạn bè. Nói chính xác là không có người thân. Đừng có nói xạo. Anh em với ba của em đều là người thân của em. Tuy là họ không có quan hệ huyết thống với em, nhưng anh có thể thấy họ thật sự rất quan tâm tới em. Muốn nói gì thì nói đi, cho dù anh biết là anh có nói gì đi nữa, em cũng cãi cho bằng được. Không có gì, có nói anh cũng không hiểu đâu. Hôm nay em làm sao vậy? Nhìn mặt cứ trầm ngâm.